Việt Thảo xin được hân hạnh giới thiệu. Một ý tưởng vượt trội làm thay đổi màu sắc trong ngành nail đến từ Nhật Bản. Đã nâng cao trình độ nghệ thuật sáng tạo về móng tay và là niềm hãnh diện cho ngành nail trên thế giới. Đó là sản phẩm mới cho ngành nail, bột màu Aura. Mọi chi tiết xin liên lạc Andy ở Osnail Melbourne, điện thoại số 0411 492 644. Tony ở Signature Nail Melbourne, điện thoại số 0401 901 431. Minh ở Osnail Adelaide, điện thoại 0435 339 330. Tony ở Sunny Beauty Supply Orlando, USA 407-473-0437. Aura, the new product from Japan. Hello, Việt Thảo xin chào các bạn. Một lần nữa chúng ta lại gặp nhau. Và lần này qua chuyện mình là lần thứ 471. Trong chuyện mình lại lần này có một số hình ảnh sinh hoạt mà Việt Thảo nhận được từ anh Phong của Đại hội Petruski lần thứ 22 ở Frankfurt, Germany. Có cái câu chuyện kết thúc là của anh Tôn Thất Hiệp, một câu chuyện ngắn về cà phê rất hay, và một vài thư tín của các bạn hỏi ý kiến để Việt Thảo tâm tình, không dám nói là tư vấn. Và cái câu chuyện mở đầu chuyện mình lại là câu chuyện về quả chuối. Có thể nói đi khắp nơi, ở nơi đâu cũng vậy, chúng ta thấy chuối khắp nơi hết. Bán ở ngoài chợ, trong nhà hàng, là thực phẩm, ở trong những cái lounge của những các hãng hàng không. Rồi thậm chí ở thường nhật, trong nhà mỗi ngày chúng ta đều ăn chuối cả. Vì mọi người biết rằng chuối nó có một cái lợi ích nào đó. Và có một điều là chúng ta cũng biết chuối có những cái vitamin cần thiết trong đời sống. Có người ăn chuối do thói quen, do thích ăn. Và như chúng ta thấy cái hình ảnh nhan nhản nhất là những con khỉ rất là thích ăn chuối. Tại sao vậy? Có thể nói là trong đời sống, trong rừng thiên, hay là ở đâu cũng có chuối, cho nên giống khỉ gặp chuối, cái trái ngọt ăn dễ thì ăn thôi. Nhưng thật sự mà nói, một cái bài viết rất hay của Lão Còi đã được đăng ở trên mạng khắp nơi và nói về trái chuối rất hay, cho nên Việt Thảo xin mượn Lão Còi một cái bài viết này để gửi đến các bạn, để bổ túc thêm những cái sự hiểu biết về chuối trong cái đời sống hàng ngày. Khi mà chúng ta thường xuyên tiếp xúc với chuối, có nhiều người không thích ăn chuối, và cũng có nhiều người ăn chuối nhưng mà ăn do thói quen. Thì hôm nay chúng ta tìm hiểu thêm nhé. Chính lợi ích của chuối như thế nào? Cái bài viết của Lão Còi xin chia sẻ với các bạn trong chuyện Minh Lệ lần thứ 471 lần này. Chính lợi ích của chuối sẽ khiến bạn có cái nhìn khác về loại trái cây này. Quá nhiều lợi ích mà nó mang lại cho cơ thể chúng ta. Rõ ràng là khái niệm mỗi ngày một quả táo đã trở thành một suy nghĩ lỗi thời. Lời khuyên y học hiện nay là mỗi ngày một quả chuối sẽ tránh cho bạn bất kỳ trục trặc nào về thể chất, thần kinh và tinh thần. Loại trái cây tuyệt vời này được trồng rộng rãi ở rất nhiều quốc gia và xuất khẩu đi khắp thế giới là loại trái cây đa năng, có nhiều lợi ích ngoạn mục mà bạn không thể chối từ khi đưa nó vào khẩu phần ăn hàng ngày. Người ta cho rằng khẩu hiệu Going Bananas xuất phát từ thực tế chuối có khả năng bơm lên trí não của bạn rất nhiều hormone hạnh phúc, khiến cho bạn biến thành một chú thỏ hạnh phúc nhảy nhót xung quanh trong niềm vui. So sánh với một quả táo, loại trái cây xuất sắc này chứa nhiều hơn táo gấp 4 lần lượng protein, 2 lần lượng carbohydrate, 3 lần lượng phosphor, 5 lần lượng vitamin A và sắt, 2 lần hàm lượng các loại vitamin và khoáng chất khác. Chuối cũng là loại thực phẩm giàu kali và thực sự là một chế độ ăn uống cân bằng. Bây giờ thì chúng ta không còn ngạc nhiên vì sao khỉ thích ăn chuối suốt ngày. Và lúc nào chúng cũng xoay quanh trong sự hạnh phúc hoàn toàn. Trái chuối, chuối và ăn chuối. Ok, các lợi ích khác nhau của quả chuối. Trước khi nói về các lợi ích khác nhau của quả chuối thì Việt Thảo cũng xin được nói rõ. Trái cây nào cũng vậy, rau quả nào cũng vậy, thực phẩm nào cũng vậy, đều có cái lợi ích của nó.
đều có cái tốt của nó, nhưng nếu lạm dụng thì nó cũng không không tốt. Ở đây cũng chia sẻ một cái câu chuyện nhỏ, cũng như có người ở bên Nhật đó ăn cà rốt, người ta ăn cà rốt tốt lắm, xay cà rốt uống tốt, nhưng mà cái người đó là lạm dụng xay cà rốt và chỉ uống cà rốt cả ngày thôi, vẫn cuối cùng bị tử vong, là tại vì nó quá nhiều nha. Cho nên cái gì cũng vậy, ở đây nói về chính lợi ích khác nhau của quả chuối để cho chúng ta biết thêm một số kiến thức về chuối. Có thể nó trúng, có thể có sự sơ suất, vì bao giờ cũng vậy, một cái gì cũng không thể viết hoàn hảo đâu nha. Nhưng mà hãy chọn lọc những cái gì tốt đẹp nhất để áp dụng trong đời sống của mình. Lợi ích khác nhau của quả chuối, chính điều đó như thế nào? Tiếp thêm sinh lực. Chuối có vừa đủ lượng đường, nó chứa một lượng đường tự nhiên như sucrose, fructose và glucose. Nếu đọc đúng là gì? Sucrose, fructose và glucose. Kết hợp với chất xơ, và lý do tại sao khi ăn hai quả chuối, bạn sẽ nhận được một lượng đủ để đền bù vào năng lượng đã mất trong 90 phút tập luyện. Thật tuyệt vời, giờ đây bất cứ khi nào bạn cảm thấy năng lượng của mình xuống thấp và kiệt sức, chỉ cần bóc một quả chuối và nạp sinh lực cho mình. Về vấn đề thư giãn, chuối thực sự rất tốt cho tâm trí của bạn do có chứa hàm lượng vitamin B, có thể giúp tâm trí bạn tiết ra chất thư giãn giúp làm dịu các thần kinh của bạn. Nó có tác dụng thư giãn gần giống như một tách trà hoa cúc pha với mật ong. Vì vậy, lần sau nếu bạn cảm thấy bất kỳ sự căng thẳng đầu óc nào và khó có thể bình tĩnh hơn thì hãy ăn một quả chuối hiệu quả tức thì. Đối với Việt Thảo thì cái quả chuối như các bạn nói đó, nó có hiệu quả đó, nhưng mà đối với Việt Thảo cái quả chuối khi mình nóng giận đó nha, lột cái trái chuối ra nha, mà ăn được cái trái chuối vô đó là mình sẽ hạ quả liền. Là tại sao? Trái chuối nó kẹt mẹ trong miệng, nó còn gì để mà nói, không mà ngậm cứ ngắt rồi. Với lại cái thứ hai mà có nóng giận quá đó, mình có liện người ta, cái trái chuối liện người ta cũng không có bị tổn thương nha, không có bị trúng, bị bể đầu nhưng mà cầm cái chén hay cái đĩa. Cho nên khi tức giận phải cầm trái chuối, một là lột ra ăn được thì ăn, không được thì chọi người ta, nhưng mà cũng đỡ hơn là chọi bằng cái chén hay cái ly, có phải không nè? Ok, vấn đề chữa trầm cảm như thế nào? Chuối có sức mạnh thực sự trong việc chữa bệnh trầm cảm nghiêm trọng, đó là vì nó có chứa đọc là gì, tryptophan, một loại protein thiết yếu cho cơ thể để chuyển thành serotonin. Trời ơi, nhiều chữ tay quá, khó đọc quá đi nè. Được biết như một chất giúp bạn bình tĩnh, cải thiện đầu óc và làm bạn hạnh phúc hơn. Chuối cũng được biết như một phương thuốc ngủ tuyệt vời cho những người mất ngủ về đêm. Chỉ cần ăn một quả chuối trước 2 tiếng trước khi đi ngủ, lượng kali trong nó sẽ ru bạn ngủ như một bài hát ru ngọt ngào. Bây giờ chuối điều khiển huyết áp như thế nào? Cái lượng kali trong chuối cũng giúp trong việc sản xuất melatonin trong cơ thể, và do đó giúp bạn ngủ ngon và giữ cho huyết áp của bạn được kiểm soát. Chuối rất giàu kali nhưng ít muối. Đó là sự kết hợp hoàn hảo để chống lại các vấn đề huyết áp. Đây là lý do Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ cho phép ngành công nghiệp chuối tuyên bố chính thức rằng loại trái cây này có thể làm giảm các nguy cơ về huyết áp và đột quỵ. Haha, như vậy thì mình nên ăn chuối trước khi đi ngủ. Alright. Bây giờ đó là điều khiển về huyết áp, bây giờ ổn định đường ruột như thế nào? Nếu bạn có vấn đề về đường ruột như đi tiêu không thường xuyên thì bạn không cần phụ thuộc vào bất kỳ loại thuốc nhuận trường nào nữa. Chuối là vị cứu tinh của bạn. Hàm lượng chất xơ cao trong chuối sẽ giữ cho hệ thống đường ruột của bạn khỏe mạnh thường xuyên. Ok, bây giờ bác sĩ là một cái chuối là bác sĩ giả rượu bia, tức là coi như chuối giúp cho người ta làm giải đi cái chất rượu như thế nào? Bạn có những bữa tiệc say xỉn quên trời đất, lời khuyên của chúng tôi là hãy để những quả chuối làm bạn của bạn. Nếu bạn không muốn kết thúc trong sự đau khổ và đen tối của cái cảm giác giả rượu bia, chuối trộn sữa tươi là thức uống hiệu quả để giảm cảm giác nôn nao, vì có tác dụng làm dịu cái dạ dày đang tức giận của bạn và bổ sung nước cho cơ thể. Bây giờ chuối cái xoa dịu cái cơn loét dạ dày như thế nào? Nếu bạn đang trải qua cơn thịnh nộ của các vết loét trong dạ dày thì nên cho chuối vào thực đơn ăn uống hàng ngày. Loại trái cây nhiệt đới này là một phương thuốc chữa bệnh tuyệt vời cho tất cả các loại rối loạn đường ruột,
và riêng chuối xanh có thể sử dụng làm thuốc trong các trường hợp đau liên tục như viêm loét dạ dày, vì nó chống nồng độ axit và làm giảm kích ứng dạ dày bằng cách phủ niêm mạc dạ dày với kết cấu mịn của nó. Chuối sẽ lại làm giảm căng thẳng như thế nào? Nếu bạn là người dễ bị căng thẳng và bị áp lực liên tục thì lời khuyên của chúng tôi là không bao giờ bỏ qua chuối. Nó giúp làm dịu nhịp tim của bạn, điều chỉnh cân bằng nước của cơ thể, thay đổi lượng oxy lên não. Nếu bạn đang làm một công việc căng thẳng thì chuối nên là món ăn vặt đều đặn của bạn. Rồi, chuối là một cái loại thức ăn giúp cai nghiện người ta như thế nào? Nếu bạn đang nghĩ đến việc bỏ thói quen đe dọa đến tính mạng là hút thuốc lá, nhưng đang lo lắng về triệu chứng nghiện thuốc mà bạn chắc chắn phải đối mặt hàng ngày, thì hãy ngừng lo lắng ngay hôm nay và tin tưởng vào quả chuối. Chuối có lượng vitamin B6, B12, tức là B6 và B12, kali và magie. Sự kết hợp hiệu quả giúp cho cơ thể bạn chống lại các triệu chứng nghiện thuốc lá. Đây là lời kết. Quả là tuyệt vời khi loại trái cây nhiệt đới này lại là nguồn cung cấp đặc biệt các chất dinh dưỡng tự nhiên cho cơ thể. Một thứ có sẵn có thể làm cho cuộc sống của bạn dễ dàng hơn và cung cấp cho bạn một tâm trí và cơ thể lành mạnh. Đơn giản là tuyệt vời. Sau khi biết được những lợi ích của chuối, chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ không ngại going bananas và đưa loại trái cây ma thuật này vào cuộc sống của bạn một cách hết lòng. Ở dưới có phần ghi chú thêm. Going bananas là gì? Going bananas là phát cuồng, phát điên. Theo người Tây Phương có nhận xét là không có con vật nào thích ăn chuối bằng con khỉ. Một nải chuối thường làm cho con khỉ rất dễ xúc động, nhảy nhót lung tung. Thành ngữ go bananas hay là going bananas khi áp dụng cho con người có nghĩa là hành động một cách giận dữ hay điên rồ. Ở dưới ký tên là lão còi. Tôi nhớ ngày xưa đi bơi lội cũng vậy. Trước khi bơi đó, khoảng một tiếng đồng hồ hay là hơn nửa tiếng đồng hồ không nên ăn. Tại vì khi mình ăn thức ăn và bao tử rồi mình bơi thì nó sẽ khó tiêu hóa. Nhưng trong khi bơi, thường thường hồ bơi treo cái nải chuối ở đó. Anh em bơi đói bụng có thể ăn trái chuối. Ăn trái chuối vô vẫn có thể bơi được vì cái chất chuối nó mềm ở trong bao tử, không có làm hại. Nghe? Mà nó tiếp sức cho mình khỏe. Ok, đó là cái kỷ niệm mà nhớ lúc còn thời trẻ mà có bơi lội. Ok, đó là chính cái lợi ích của chuối. Hy vọng rằng cái phần mở đầu của Chuyện Mình Lề 471 lần này với các loại chuối giúp cho các bạn một phần nào, nhất là các bạn mà hồi đó giờ ít ăn chuối nha, nên mua nải chuối về để trong nhà. Có một điều theo kinh nghiệm của Việt Thảo, có những lần trên máy bay người ta đãi chuối ăn đó. Cái phần trái chuối ăn mà trong cái bữa điểm tâm, nhất là bữa tiệm sáng, nó có chuối, có cereal, có sữa, có yogurt hay là cà phê. Thì trái chuối bao giờ cũng không có chín lắm. Thường thường còn xanh, còn sống. Và thậm chí khi mình cắt ra, mình lột ra rồi, cái vỏ chuối nó còn cứng và ăn nó hơi chát. Thì có nhiều người nói là tại vì lên máy bay không có muốn để chuối chín nó bị dập. Nhưng mà thật sự không phải. Trái chuối nếu mà mình ăn thiệt chín đó, nó lại có nhiều chất đường. Người ta ăn chưa chín lắm thì cái lượng đường nó chưa có nhiều. Ăn nó tốt hơn là ăn thiệt chín. Đó là theo cái suy nghĩ của Việt Thảo nha. Ăn trái chuối còn hơi sống, cho nên trái chuối già bên Mỹ mua về lúc mà còn chưa có chín lắm mình có thể ăn được rồi. Nó hơi có ăn ngọt nhưng mà nó hơi nhiều khi hơi chát nhẹ, không sao nha. Cái lượng vitamin rất nhiều, rất tốt. Còn nếu mà ai muốn ăn chín thì lúc đó lượng đường nó nhiều hơn. Giống như cái trái cây cũng vậy, chín thì cái lượng đường nhiều hơn, đơn giản là như vậy. Nhưng mà nói gì nói, ăn chuối vẫn tốt. Và có nhiều người khuyên tôi khi mà lớn tuổi mình chạy bộ nhiều hay đi bộ nhiều nên ăn chuối, thì như vậy nó ít có bị giọt bẻ. Cũng là lời khuyên hay. Nhưng các bạn hãy thử đi, hãy thử ăn chuối và coi chuối tại sao mà khỉ thích chuối. Thì bây giờ chúng ta không phải khỉ, nhưng mà phải thấy rằng loài khỉ cũng không phải ngu dại đâu. Nó cũng tìm những loại trái cây nào thích nó mới ăn được và ngon nó mới ăn được. Ok, thôi thì hãy cùng nhau go bananas. Ê, crazy một lần ngang với những trái chuối. Ok, đó là chính lợi ích của chuối sẽ giúp bạn như thế nào trong đời sống này. Rồi bây giờ đến phần tâm tình với nhau qua các thư tín. Thì Việt Thảo có nhận được các email của các bạn gửi về, trong đó của Phạm Quốc Phong ở tại Đức. Phạm Quốc Phong có gửi cho Việt Thảo những hình ảnh sinh hoạt, một vài hình ảnh thôi,
trong đại hội Petrushki lần thứ 22 ở tại Frankfurt, ở tại Đức. Chúng ta đã gặp nhau. Ở đây là những hình ảnh với lời nhắn như thế này: Hai anh Việt Thảo, sáng nay bận họp đầu tuần trong office sớm cho nên không kịp ghé qua say goodbye anh Thảo. Hy vọng anh có được những ngày tuy ngắn ngủi nhưng hạnh phúc với thầy cô thân hữu và anh chị em Petrushki Âu Châu. Mến chúc anh luôn dồi dào sức khỏe, may mắn, hạnh phúc, an lành và còn nhiều dịp nữa ghé qua xứ sở này. Hy vọng còn nhiều dịp hội ngộ với anh ở đây hay bất cứ nơi nào. Gửi anh vài tấm hình ghi lại những khoảnh khắc vui vẻ với đại gia đình Petrushki. Petrushki tình thân. Đây là một số hình ảnh, như hình ảnh Việt Thảo đang đứng nướng thịt với anh em nha, trong một buổi chiều ở tại đất trại. Rồi hình ảnh này là hình ảnh của quý thầy cô cùng anh chị em đang ngồi thưởng thức những món thịt mà anh em nướng ra bên bia. Rồi hình ảnh đây là hôm đó thì trước khi vào chương trình văn nghệ buổi chiều thì Việt Thảo được anh Phong mời qua để làm một trong ba vị giám khảo để chấm điểm cho các em trong lớp Việt ngữ ở tại đó, cũng có trại nơi đó, về vấn đề cái lá cờ của ba đội như thế nào và các bài hát của các em trình diễn. Còn đây là hình ảnh sinh hoạt, một trong những hình ảnh sinh hoạt rất hay của chương trình văn nghệ Petrushki Âu Châu. Còn hình ảnh này là trước khi chia tay thì mọi người tập trung ở phía trước sân. Đây là quý thầy cô đang đùa giỡn với nhau với Việt Thảo. Thì Việt Thảo quỳ xuống để mà chịu tội với quý thầy cô, là tại vì Việt Thảo có nói câu hồi xưa học Petrushki, có câu là đá bao phen trèo cổng bỏ tường về, xếp đạo đức với bàn chân ngạo mạn, tức là leo tường trốn học đi chơi. Cho nên bây giờ cho đến giờ phút này sau mấy mươi năm gặp lại quý thầy cô, quỳ gối xin thầy cô tha tội. Đó là một trong những hình ảnh vui. Và hình ảnh này là hình ảnh mà anh em sinh hoạt trước khi chia tay. Sau khi Việt Thảo được anh Hòa và anh em Petrushki Âu Châu đãi chăng một bữa bánh bao, thì mình chơi vui lại với anh em trò chơi để chúng ta trước khi chia tay. Nói gì nói, cũng là những hình ảnh và một cái buổi sinh hoạt đầy lý thú. Mong rằng năm tới nếu có cơ hội chúng ta sẽ gặp nhau nữa nha. Cho Việt Thảo gửi lời cảm ơn anh chị em trực nữa, nhiều lắm, nhiều anh chị em, anh Hòa, MC Sông Lô, rồi nhiều anh chị em đến từ Pháp cũng có nha. Rồi Ái Thanh và các ca sĩ cũng như nói chung tất cả mọi người đã cho Việt Thảo có một cơ hội gặp gỡ anh em trong tình thân Petrushki, rất là vui, rất là đầy tình người. Rất mong năm tới không biết có còn cơ hội không, nhưng sẽ cố gắng rất nhiều nha. Gửi lời thăm tất cả mọi người, xin cảm ơn. Ok, chuyện Minh Lệ 471 lần này được tiếp tục với một cái thư gửi từ em Vũ Anh Nguyễn, Vũ Anh Nguyễn, chuẩn Vũ Anh hay để coi tên này làm sao đọc, viết là chuẩn Nguyễn Vũ Anh thì phải. Vấn đề quan điểm dân chủ tự do của mỗi cá nhân. Úi chà, bức thơ khá dài, xin được chia sẻ cùng các bạn. Sài Gòn aka Hồ Chí Minh City, tức là Sài Gòn được biết như là Hồ Chí Minh City, as known as. Ngày 16 tháng 6 năm 2016, lá thư được viết tại quận 4. Hello chú Việt Thảo. À, con tên là Nguyễn Vũ Anh Chuẩn, sinh năm 1992. Hiện nay, con là một người thiết kế đồ họa, làm việc tại nhà, freelancer. Con là một fan ruột của chú từ lúc biết xem Vân Sơn, Thúy Nga và theo dõi series Chuyện Minh Lệ của chú từ tập 1 đến nay cũng gần 500 tập rồi. Thường con ít đặt câu hỏi để gửi cho chú lắm, vì con là một người vốn thích tự tìm hiểu, tự giải đáp thắc mắc. Chẳng hạn như khi tìm hiểu về lịch sử thì con sẽ tìm hiểu trung lập là trước tiên. Sau đó con mới tìm hiểu điểm tích cực và tiêu cực của mỗi phe trong thời chiến, chủ yếu chiến tranh Việt Nam. Trong ngoặc. Nay con mạo muội gửi thư cho chú Việt Thảo là có một tâm sự về vấn đề dân chủ mà người Việt trên toàn thế giới hiện nay đang đòi hỏi đấu tranh tìm hiểu cho chính người Việt Nam, đặc biệt là người Việt tại hải ngoại. Thì ngay tối hôm nay con có ngồi ăn uống với ba con. Ba con là người rất bảo thủ, đa nghi, khó lắng nghe người khác, đặc biệt là con cái vì cứ cho quan điểm của mình đúng. Con từng học từ The Godfather rằng đừng tiết lộ chuyện gia đình cho người ngoài, nhưng theo con vấn đề này cần cho chú biết và mọi người biết. Con có theo đuổi quan điểm rằng mỗi người có một con đường riêng, một quan điểm riêng, miễn không hại ai và nó là tích cực.
Ba con thì bảo, mày 25 tuổi rồi, phải đem bạn gái cưới vợ cho ba mẹ vui, còn không thì mày chính là gay. Mở ngoặc đóng ngoặc, con không phải là gay. Con theo đuổi rằng ai cũng có một suy nghĩ độc lập và một cách sống độc lập, không thể bắt ép người khác sống vì ý của mình và bắt chước cuộc đời mình. Ba con cũng có tranh luận theo kiểu gay gắt lắm, nhưng con thì điềm tĩnh trả lời và giải thích theo kiểu rất tôn trọng và rõ ràng cho ba hiểu. Thì sau một lúc ba con cứ im lặng nghe con nói chuyện, chứ không tỏ vẻ là không đồng ý. Theo chú như vậy con có thành công không trong việc gọi là giúp ba mẹ con sống cởi mở, tích cực hơn với thời buổi càng ngày càng hiện đại này? Vì theo con, nguyên tắc khi tranh luận, dù là ai thì phải tôn trọng ý kiến người khác và đi đến một cái kết tốt đẹp. Thành công như thế mới gọi là quyền tự do ngôn luận và dân chủ. Con cũng muốn tương lai nếu có thể con sẽ tìm về chính trị và theo đuổi nó, giúp cho đất nước mình cởi mở và dân chủ hơn. Rõ ràng là không có dân chủ, nhưng không nhiễu loạn như Hoa Kỳ. Đó chỉ là theo ý của con nói thôi. Cảm ơn chú Việt Thảo đã bỏ chút thời gian đọc lá thư này của con. Và nếu chú có thời gian rảnh rỗi thì có thể trả lời thư con nhé. Còn nếu chú thấy nó khó giải bài quá thì con cũng cảm ơn chú đã dành thời gian cho con. Chúc chú có nhiều sức khỏe ở ngưỡng tuổi 60 này. Thân. Không phải ở ngưỡng cửa 60 nha, mà đã vượt ngưỡng cửa 60 rồi. Bức thư khá dài. Và đây là một đề tài tranh luận lớn. Nếu nói trả lời, chú không dám trả lời đâu. Nhưng mà tâm tình với nhau thì chú có thể tâm tình được. Nói để mà hiểu, chứ không dám trả lời thẳng trong bức thơ này. Trường hợp chú, ngay cái vấn đề Formosa Dũng Án đầu tiên xảy ra, chú hoàn toàn không lên tiếng. Là tại vì thứ nhất, chú đâu có biết gì đâu lên tiếng. Với lại cái kết quả chưa có, mọi người dự đoán, suy nghĩ nó là do cái Formosa Dũng Án thải chất độc ra. Và có biểu tình, có đủ thứ hết. Nhiều người lên tiếng, nhưng Việt Thảo không có lên tiếng. Thì lúc đó có nhiều người trách móc, nói rằng tại sao Việt Thảo không lên tiếng. Có người nói còn nặng hơn nha, Việt Thảo không lên tiếng là tại vì muốn dọn đường để về làm ăn với Cộng sản Việt Nam. Dễ sợ vậy đó, chụp mũ liền. Cho nên im lặng cũng chết, mà lên tiếng thì biết nói cái gì. Rồi, sau đó thì kết quả đã có. Và Việt Thảo nhớ rằng trong cái chuyện bên lề lần thứ 469 ở tại Âu Châu, Việt Thảo có nói về vấn đề Formosa vùng án với sự bồi thường 500 triệu và kết quả đã nhận tội, nhận cái lỗi đó. Việt Thảo chỉ đưa lên một vấn đề là cái kết quả mà bồi thường 500 triệu quá ít so với một cái sự thiệt hại lớn lao của đất nước. Đơn giản chỉ có vậy. Và Việt Thảo mong muốn rằng người nào làm có tội là phải đưa ra tòa án xét xử đàng hoàng. Chỉ nói lên được cái suy nghĩ của mình thì lập tức cũng có những người chửi và chụp mũ liền. Có người cho rằng như thế này: Việt Thảo đã đi ra nước ngoài, đã có quốc tịch Mỹ rồi, không có tư cách để nói về vấn đề Việt Nam. Thấy không? Cho nên đâu là đúng, đâu là sai, đâu là tự do, đâu là dân chủ. Tại sao một người không được quyền lên tiếng nói? Cho nên mình thấy rõ ràng, dân chủ hay là tự do hay không, nó còn lệ thuộc rất nhiều vào cái suy nghĩ của mỗi người. Nếu cái lời nói của mình nó không đúng theo cái quyền lợi của người ta thì mình bị cho là sai. Mình nói theo đúng quyền lợi của người ta mà không đúng cái quyền lợi chung thì bị những người có cái quyền lợi chung đó không đúng quyền lợi của họ, họ cho rằng mình sai. Như vậy đúng sai nó còn tùy thuộc vào cái nhận xét của người khác nữa. Bây giờ hỏi chú, hiện giờ có sự tự do hay không? Có được dân chủ hay không? Nói thiệt tình mà nói, sau 35 năm sống ở Hoa Kỳ, cho đến giờ phút này, chú vẫn chưa được có cái sự độc lập, chưa có sự tự do và chưa có cái dân chủ trong cái ngôn ngữ, trong lời nói và trong đời sống của mình. Nó phải lệ thuộc hoàn toàn vào cái xã hội chung quanh và những người khác. Ngay chuyện bên lề nè, hiện giờ nè, thật sự mà nói, Việt Thảo có quyền nói lên cái tiếng nói độc lập của mình không? Không có. Không dám luôn. Tại vì nếu mình nói lên cái mình suy nghĩ mà không đúng, không đáp ứng được cái quyền lợi của người khác thì mình sẽ bị những người đó dập dùi chết liền, sống không nổi luôn, vì muốn yên thân. Đơn giản như vậy.
con đó ở trong gia đình con dám không? Dám chống lại ba con không? Tại vì ba con là người có quyền lực trong gia đình. Cho nên đừng tranh cãi, vô ích lắm. Ở nơi đây nha, chú đã sống ba mươi mấy năm qua không dám tranh cãi với ai. Tại vì tranh cãi là có chết thôi. Tại vì người nào cũng đều cho rằng mình đúng. Ai cũng cho rằng mình là đúng cả. Và cái đúng đó nằm ở trong tay người có cái power, có cái sức mạnh quyền lực. Cái sức mạnh quyền lực bây giờ nó nằm trong vấn đề tiền bạc và tài chánh, hay là vấn đề giai giới ở trong gia đình, cái vị trí đứng trong gia đình. Nhiều gia đình bây giờ cái quyền lực nằm trong tay người vợ chứ không phải người chồng. Quyền lực nằm trong tay của người phụ nữ chứ không phải người đàn ông. Bây giờ nè, cho nên tóm tắt lại để trả lời cho con, cho cháu hiểu vấn đề này. Hãy làm một người có quyền lực. Đi làm cho có tiền cho nhiều. Có một thế đứng vững chắc trong xã hội. Rồi từ đó, khi lập gia đình rồi, hãy dùng cái tự do, dân chủ, độc lập đó áp dụng những cái kiến thức mới, những cái tư tưởng mới đối với con cái, gia đình của mình và xã hội. Như vậy thì dần từng bước, từng đơn vị gia đình một sẽ thay đổi, độc lập, tự do, dân chủ hay là những cái gì mình muốn đó. Từ từ thế hệ này qua thế khác, nó sẽ làm thay đổi cái chuyện lớn hơn trong xã hội. Còn hơn bây giờ, mình bắt phải xã hội thay đổi theo ý kiến riêng của mình, khó. Nếu mỗi con người trong chúng ta đều ý thức được cái khái niệm về thế nào là tự do, thế nào là dân chủ, thế nào là cái quyền tự do ngôn luận, thì như vậy từng gia đình, từng cá nhân ra tới đơn vị gia đình rồi xã hội nó sẽ được tự do và dân chủ hơn. Thấy không? Trung Quốc có những cái rất là sai, nhưng mà cả thế giới cũng phải nương theo vì cái quyền lợi kinh tế. Trung Quốc đứng đầu thế giới về quyền lực kinh tế bây giờ. Rồi bây giờ quân sự càng ngày càng mạnh nữa. Cho nên tiếng nói của Trung Quốc đã có cái trọng lượng trên trường thế giới. Mặc dù Trung Quốc làm nhiều điều sai đối với các nước xung quanh và đối cả Việt Nam cũng vậy. Nhưng mọi người phải nể gì? Là tại vì nó có cái quyền lực trong tay. Suy nghĩ những cái gì chú nói. Và những cái gì chú nói ngày hôm nay là thật sự nó như vậy. Hỏi Việt Thảo có quyền tự do ngôn luận không? Không có. Ngay cái chuyện đi thực hiện những cái video ăn uống cho mọi người coi thôi nha. Hay là những cái kiến thức về cái đời sống sinh hoạt của người Việt Nam tại hải ngoại, nhiều người vô nói nhiều chuyện cười lắm. Và cái quyền lực lại nằm trong tay không phải của những người có tiền hay là có thế lực, mà lại nằm, cái quyền lực đó lại nằm trong tay của những kẻ ngu dốt. Thí dụ khi mình đi quay tài liệu một cái tiệm ăn, mình ăn chỉ là ăn để thử cái hương vị của nó, biết cái phần ăn dư còn lại thì bỏ, chứ đâu có ăn hết được. Nó bao nhiêu món không thể nào ăn hết. Mà đối với ở bên Mỹ hay là khi đi quay như vậy, người ta làm là phải đúng một cái phần theo cái tiêu chuẩn của nó, ăn không hết bỏ. Tại thức ăn bên đây nó như vậy à, chứ không ai mà ăn dư thừa để dành cho người khác cả. Có nhiều người ngu lắm, không biết cái gì đó. Vô hỏi tại sao chú không ăn hết, tại sao lãng phí thức ăn, tại sao không kêu làm cái tô nhỏ lại, tô phở bự ăn không hết thì làm cái chén thôi. Ngu đến độ như vậy mà vẫn bắt người ta phải theo ý mình. Cho nên chú nói cái câu quyền lực nằm trong tay của đứa ngu là vậy. Nhiều người ngu nha, có quyền lực dữ lắm, tại vì nó không biết gì hết, nó bắt người ta phải làm theo ý nó. Cho nên quyền lực nằm trong tay của kẻ ngu là cái ý đó. Ok. Nói đây không phải là nói ba của con ngu nha, nhưng mà tại vì ba của con đó, ổng hồi đó giờ ổng lớn, ổng đẻ ra mình, ổng nghĩ ổng là ba, ổng có quyền. Và những cái suy nghĩ của ổng lạc hậu rồi, nhưng mà ổng không biết. Ông tưởng cái suy nghĩ đó vẫn còn tồn tại tới bây giờ. Thế giới đã thay đổi. Thế giới đã thay đổi nhiều. Cái hay nhất đối với ba con là nhịn. Để cho muốn nói gì nói, làm gì làm. Con hãy chứng tỏ cho ông thấy cái sự thành công của con. Đó chính là cái quyền lực. Và con muốn thay đổi cái xã hội này. Muốn có tự do hơn, dân chủ hơn. Thì trong mỗi cá nhân của con, của gia đình con, của mỗi người trong chúng ta, phải có tự do dân chủ. Thì gia đình tự do dân chủ, con cái chúng ta được tự do dân chủ, xã hội sẽ được dân chủ tự do trong tương lai. Ok. Rồi cái bức thư kế tiếp, thư hỏi thăm. Chào anh Việt Thảo của Anne Johnson. Chào anh Việt Thảo, chúc anh và gia đình sức khỏe an lành. Tôi tên Nghĩa ở Ottawa, Ontario, Canada. Tôi đã từng gặp anh ở Melbourne, Australia trên xe của anh Thuần bầu xô ở phi trường về trung tâm thành phố và đã từng nói chuyện với anh ở nhà cho thuê đám cưới của vợ chồng anh Thuần nữa. Anh có còn nhớ tôi không? Nhớ,
Có nhớ. Anh có thể giúp tôi giới thiệu 11 bài nhạc của ba tôi đã làm lúc ông còn sống tới các ca sĩ nổi tiếng hay các trung tâm sản xuất nhạc, để tôi có một số tiền bản quyền cho các bản nhạc này được không? Tới đây nha, tới đây thôi, chưa có biết là ai, nhưng mà trả lời liền cái chỗ này. Chuyện đơn giản lắm. Nếu cái bài hát hay là cái bản nhạc đó mình có quyền, có cái tác quyền đó thuộc về mình, thì mình có thể giới thiệu đến các trung tâm ca nhạc hay những ca sĩ. Mà cái hay nhất đó, gửi về trung tâm ca nhạc trước để cho người ta coi, người ta thích thì người ta cho ca sĩ người ta hát, hoặc là khi gặp những ca sĩ giới thiệu cho họ biết bài hát để họ phổ biến bài hát cho mình, nếu bài hát hay nha, với điều kiện bài hát phải hay. Rồi bây giờ đi tiếp nè. Ba tôi tên là Trương Quý Lâm, bút hiệu của ông là Lan Giao. Ông đã viết truyện ngắn có tên là Gió Thu và ông đã làm thơ, xin lỗi nha, anh viết không có dấu, đọc nhiều khi không chính xác. Và ông đã làm thơ và ông đã nhờ các nhạc sĩ phổ nhạc giúp ông, trong đó có nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông là bạn của ông. Trước lúc ba tôi mất, ông có viết mấy hàng chữ và ký tên cho tôi toàn quyền sử dụng nhạc của ông. Anh trả lời tôi trên Internet hay gọi điện thoại cho tôi cũng được, thành thực cảm ơn anh nhiều. Đây cho địa chỉ. Sau đây là danh sách các bản nhạc của ba tôi. Bản nhạc Chiều Tàn Thu, theo tôi hiểu thì ba tôi đã nhờ hai nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, tác giả bản nhạc Chiều Mưa Biên Giới, và nhạc sĩ Lệ Quyên phổ nhạc. Chiều Tàn Thu, nhạc Nguyễn Văn Đông, lời Lan Giao, Trương Quý Lâm. Bản Chiều Tàn Thu thứ hai, nhạc Lê Quyên, hay Lệ Quyên, lời Lan Giao, Trương Quý Lâm. Nguồn thơ âm, nhạc Lê Quyên, lời Lan Giao, Trương Quý Lâm. Tất cả là lời Lan Giao, Trương Quý Lâm và nhạc của Lan Quyên. Những bản như Tranh Quê Hương, Chiều Mơ, Hình Mẹ, Sầu Dân, Nói Thêm hay là Nói Thầm. Không biết bây giờ cái chữ này hình như Nói Thêm. Lời Sinh Mùa Đông. Lời sinh Mưa Dông hay Lời Sinh Mùa Đông. Kỷ Niệm, Phút Chia Tay. Đó là những bài hát. Xin trả lời chung như thế này. Nếu những bài hát này mình được ba của mình hay ai đó ký cho biết là mình có cái tác quyền, trước hết phải đi đăng ký nha, register, để mà mình xin coi như là những cái bài hát này thuộc về sở hữu trí tuệ của mình, hay mình có quyền trên những cái tác phẩm này. Điều thứ hai là bây giờ đó, vấn đề như Việt Thảo có nói, muốn giới thiệu những cái bài hát này thì cái hay nhất là đưa cho các ca sĩ và các trung tâm. Nếu thật sự muốn giới thiệu những tác phẩm của ba mình đến với thế giới bên ngoài, những người thưởng thức âm nhạc, thì đừng đặt vấn đề tác quyền. Hãy để cho các ca sĩ được phổ biến những bài hát, chỉ cầu mong cho họ hát thật nhiều để cho mọi người biết. Đó là cái niềm an ủi và vinh dự nhất cho cái người sáng tác nhạc. Thực sự tiền bạc tác quyền cũng chẳng bao nhiêu cả, nếu so trên một số bài hát. Trừ trường hợp những nhạc sĩ lớn, họ có nhiều cái sáng tác quá, thì cái tiền tác quyền đó, nó mới có nhiều. Còn thí dụ một số bản thì không có bao nhiêu đâu. Cho nên theo ý kiến của Việt Thảo, nên tạo điều kiện để cho mọi người phổ biến những cái bài hát của bác đến với mọi người nghe, đến với giới thượng ngoạn. Cái đó tốt hơn là đặt vấn đề bản quyền. Chưa chắc những bài hát của mình mọi người đều thích đâu nhé. Đó là suy nghĩ của Việt Thảo. Nếu Việt Thảo là anh, tôi và những bài hát này là của ba tôi cho tôi sẽ mời ca sĩ, mời các trung tâm, nếu ai được cứ việc phổ biến rộng rãi cho mọi người nghe, vì đó là cái niềm an ủi cao nhất cho cái người đã mất với những cái sáng tác của họ. Còn gì sướng cho bằng những cái tác phẩm của mình được mọi người thưởng thức. Đối với Việt Thảo cũng vậy, ngay cả chuyện Bình Lề không là gì cả, nhưng mọi người thưởng thức, mọi người xem, mọi người nghe được chuyện Bình Lề và giới thiệu cho mọi người cùng nghe, đó là niềm hãnh diện của Việt Thảo, vì đã phổ biến được những cái tâm tình của mình đến cho mọi người, và nó là nhịp cầu, nó là niềm vui đến cho mọi người, và cũng là cái thuốc an thần cho mọi người qua chuyện Bình Lề. Thấy không, thay vì mọi người tốn tiền để mua thuốc ngủ chi cho nó mệt, nó bị gọi là side effect nữa, ảnh hưởng phụ nữa. Còn cái chuyện Minh Lệ không có bị ảnh hưởng gì cả, ngồi nghe ngủ nó sướng quá trời, có phải không nè? Ok, đó là tâm tình của Việt Thảo về cái những cái bài nhạc của ba anh nghe, của anh Nghĩa. Mong rằng cái sự trả lời của Việt Thảo anh nên suy nghĩ lại.
thay vì tìm cách để mà là làm sao để có bản quyền, làm sao để có tiền bản quyền. Tôi không nghĩ rằng mình sống nhờ vào cái đó đâu. Mình tìm cái cách sống khác. Còn cái vấn đề tiền bản quyền đừng thèm đặt tới. Chỉ mong các ca sĩ hát cho nhiều, các trung tâm băng nhạc phổ biến cho nhiều nhạc của ba mình. Đó là niềm hãnh diện của người đã mất và người đã sáng tác những bản nhạc. Ok, xin cảm ơn. Chuyện bên lề lần thứ 479 xin được cảm ơn anh Tôn Thất Hiệp nè, gửi cho Việt Thảo một cái bài rất ngắn thôi, về cái tựa đề là Cà phê của Đức Thầy Từ Minh Đạt, ở dưới mở ngoặc đây là tiến sĩ Châu Nhật Tân. Trước khi đọc bài này, cũng xin nhắn tin anh Tôn Thất Hiệp, lâu lắm không có thấy anh gửi bài, không biết anh đang ở đâu, sức khỏe có tốt không, không thấy nữa nha. Thường thường hồi đó anh gửi bài về nhiều lắm, sưu tầm gửi về hay là thấy đâu hay gửi về, lúc này không thấy. Hay là nhiều khi Việt Thảo có làm gì cho anh buồn không, phải không? Hồi xưa thấy mà không thấy, đâm ra cũng lo lắng. Đây là cái bài Cà phê mà anh Tôn Thất Hiệp sưu tầm gửi về để Việt Thảo chia sẻ với các bạn trong chuyện bên lề lần thứ 471. Bản chất của ly cà phê là ấm, hương thì thơm, vị thì ngọt và bùi. Thế nên, khi ly cà phê cạn thì hương vị cùng hơi ấm sẽ tan. Trong đời sống của gia đình, của duyên nghiệp thế gian, mỗi khi đến giai đoạn hương không còn nồng, hơi không còn ấm thì phải nên buồn hơn là nên trách về nhau. Buồn vì duyên đã hết nên mới xảy ra như vậy. Buồn vì ly cà phê đã cạn nên mới có tình trạng không thanh, không hương vị, sắc, xúc và pháp. Chứ bản chất của ly cà phê thì không có vậy. Con người với nhau không có xấu, chỉ tại duyên đã cạn, số đã tàn, có thế thôi. Từ tháng 11 năm 2013, Đức Thầy Từ Minh Đạt, tức là tiến sĩ Châu Nhật Tân. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chuyện bên lề lần thứ 471 và mong rằng mãi mãi sẽ là nhịp cầu đến với nhau. Hãy giới thiệu cho mọi người cùng nghe chuyện bên lề và hãy gửi về cho Việt Thảo những tâm tình của các bạn nếu có. mcvietthao@yahoo.com để chúng ta có dịp và để chúng ta có cơ hội tâm tình với nhau, đem lại niềm vui cho nhau. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi chuyện bên lề lần thứ 471. Thank you and I love you. À quên, phải nói chúc các bạn một đêm ngủ ngon. Bye. Hãy dành cho bạn và gia đình bạn một chuyến du lịch kỳ thú để tìm đến những dấu tâm Phật tại những vùng thánh địa của đất nước Myanmar, Miến Điện. Chỉ trong vòng 11 ngày đêm, từ ngày 8 cho tới ngày 18 tháng 10 của năm 2016, các bạn sẽ được thăm viếng những ngôi đền, những bảo tháp, những ngôi chùa với những dấu tích mang tính linh thiêng cổ xưa nhất từ hơn 2.500 năm trước. Được biểu tượng như là dấu tâm Phật tại một đất nước mà nền Phật giáo phát triển mạnh nhất trên thế giới. Cho dù bạn đang ở Âu Châu, Úc Châu, Hoa Kỳ, Canada, Việt Nam hay bất cứ nơi nào, hãy để cho VExplore Tours giúp thực hiện những chuyến du lịch và những khám phá không thể bỏ qua trong cuộc đời của bạn. Once of a lifetime. Xin gọi ngay cho VExplore Tours 1-866-501-7477 để tham dự chuyến du lịch đầu tiên trong năm nay ở Myanmar, Miến Điện. The Explore Tours, your vacations, your exploration. Con tôm này tại vùng biển của Nova Scotia của Canada. Tôm ở Nova Scotia của Canada nổi tiếng khắp thế giới. Nó có thể gọi là Canadian Lobster hoặc là gọi là Nova Scotia Lobster. Ở bên Mỹ cũng có lobster, nhưng mà muốn ăn con lobster chánh gốc mà ngon thiệt là phải từ Nova Scotia. Công ty Du
Lobster. Đu đây là làm nha, nhưng mà tiếng Việt Nam có nghĩa là đổ, là mang cái họ đổ của người Việt Nam mình. Đây là công ty của người Việt Nam mình làm chủ. Cho dù bạn ở Nam Mỹ, bạn ở Hoa Kỳ, ở Canada, ở Việt Nam hay là ở Á Châu, ở Âu Châu, bất cứ nơi nào trên toàn thế giới, sẽ gửi đến tận nơi cho các bạn. Có thể nói sang hèn giàu nghèo, tất cả không phân biệt đều có thể thưởng thức con lobster ngon nhất trên thế giới và nổi tiếng nhất trên thế giới. Đó là con lobster, con tôm hùm ở tỉnh Nova Scotia của Canada. Cái thịt của con lobster ở cái xứ lạnh Canada nó dai hơn, chắc hơn là lobster ở xứ nóng. Nhớ nha các bạn, muốn lobster, có lobster và các bạn là những người ăn những con lobster ngon nhất và nổi tiếng nhất thế giới luôn, từ Nova Scotia. Cái thịt nó dai, nó chắc và cái đời sống nó sống lâu hơn con tôm lobster tương tự với nó ở vùng biển ấm hơn. Cho nên các bạn ở khắp nơi trên toàn thế giới, ở những nơi chúng ta không đến những cái tiệm để ăn lobster được, ăn tôm hùm được, có thể order về tận nhà, party nha, họp bạn sinh nhật. Nên nhớ, sang hèn hay là giàu nghèo không quan trọng, các bạn đều ăn được và thưởng thức được con tôm hùm, con lobster nổi tiếng bậc nhất vào thế giới ở tỉnh Nova Scotia của Canada. Alright, have a good party. Chúc các bạn một bữa ăn ngon. Thank you and I love you. Hey các bạn, nếu muốn xem phim Hồng Kông và phim Hàn Quốc màn ảnh lớn mà không cần mua DVD nha, dễ lắm. Gọi ngay cho Vina OTT, tất cả thiết bị đều gắn cho các bạn miễn phí hết. Chỉ trả một cái giá tượng trưng rất rẻ luôn, cả năm chỉ có 99 đồng. Và đặc biệt nếu gọi ngay bây giờ sẽ được free luôn 2 tháng. Điện thoại 714-210-8550. Vina OTT mang nguồn vui đến cho các bạn. Bạn, đây là bánh ướt nè, đây là chả lụa nè. Thường thường bánh ướt chả lụa muốn ăn đơn giản, chỉ cần lấy chả lụa bỏ vô bánh ướt cuốn lại, mà ăn gì nó lạt lẽo, phải chấm thêm nước mắm đậm đà hương vị quê hương nữa nó mới ngon. Các bạn thắc mắc nước mắm Dược Thảo ăn là gì? Nước mắm của Dược Thảo đang ăn là nước mắm tinh chất, nước mắm nhĩ hiệu hải ngư. Nước mắm này làm được từ những con cá vùng biển Phú Quốc, chứa độ đạm là 40 độ, tức là chất đạm cá tự nhiên, không có chất béo độc hại, không có bột ngọt và không có quá chất bảo quản. Nước mắm để càng lâu càng nhiều càng ngon. Nước mắm nhĩ tinh chất hiệu hải ngư đã được bày bán khắp các siêu thị trên toàn quốc Hoa Kỳ. Riêng các bạn nào muốn làm đại lý nha, gọi điện thoại về 714-379-3999. Việt Thảo sẽ được hân hạnh giới thiệu. Một cái chuyện mà Việt Thảo muốn gửi đến các bạn, cái thông điệp ngày hôm nay lại liên quan tới credit card. Có nhiều công ty khắp nơi nha, tiểu bang nào, chỗ nào trên nước Mỹ này cũng đều có những cái công ty giải quyết nợ credit card cho bạn. Không có công ty nào tốt mà cũng không có công ty nào xấu nữa. Nói chuyện quê vốn vậy. Nhưng mà thật sự có nha. Tốt xấu không phải là vấn đề nó tốt hay nó xấu, mà vấn đề là công ty đó giải quyết thỏa đáng hay không, giải quyết tận nơi tận chỗ không, giải quyết hết mọi chuyện cho mình hay không. Có nhiều nơi nha, đóng tiền giải quyết không xong công việc, tiền mất tật mang. Có nhiều nơi bắt phải đóng tiền, giải quyết, chưa giải quyết, trốn mất tiêu, đóng cửa, mất tiền luôn cũng có. FTC, tức là Federal Trade Commission, đó là một cái đạo luật gọi là Credit Card Accountability of 2009, là một cái đạo luật liên bang được thông qua bởi Quốc hội vào năm 2009 để bảo vệ quyền lợi của những người đang thiếu nợ credit card. Hãy gọi cho USA Credit ở điện thoại mang số 866-915-1877 hoặc vào trang nhà hết nợ USA.com. Một bộ hình đẹp mang nhiều kỷ niệm đẹp. Nếu bạn muốn đám cưới của bạn được mọi người xem tuyệt vời như một cuốn phim điện ảnh Hollywood, chuyên nghiệp, tận tâm, kính đáo, uy tín, nhiếp ảnh gia Eric Hiệp Nguyễn cùng đội ngũ thu hình chuyên nghiệp, hãy gọi điện thoại số 714-553-8095.
massage họ tự nhiên nghĩ ra. Bây giờ nếu ra ngoài massage 1 giờ đồng hồ cũng phải tốn 60 đồng. Mà như vậy đó, 50 lần như vậy là tốn hết 3.000. Thay vì ra ngoài massage 50 lần nha, lấy 3.000 đó mua cái ghế này để nhà. Massage trong vòng 2 tháng, mỗi ngày 1 giờ đồng hồ cũng lời chán, lấy vốn là được. Chẳng như một mình nha, cả gia đình vợ chồng con cái được chia ra được hết. Ê, có lý à. Cho dù cách xa vạn dặm, nhưng mà nó vẫn mang theo cái hương vị của quê nhà. Mình đã ăn cơm gạo nàng hương chờ đào đó. Xin liên lạc với tổng đại lý của gạo nàng hương chờ đào tại Hoa Kỳ, số điện thoại 405-525-7650 hoặc vào website www.nanghuongchoadao.com.